Hai cả nhà, hôm nay không khí ở Las Vegas rất mát mẻ cuối tuần nên em sẽ làm món ăn mà không làm trong nhà được, đó chính là thịt ba rọi xào mắm ruốc. Có ba rọi nè, mua về rửa sạch sẽ. Nó cạo rửa sạch sẽ với muối với chanh cho cái da của nó sạch trắng á, thơm mà không có hôi. Mình cắt ra. Mình cắt miếng dừa ăn hay cắt cục hay dày dày cũng ngon đó, gì nè, nó ngon. Rồi bỏ qua cái dĩa, chuẩn bị sẵn cái dĩa kế bên. Đổ vô, thịt này ngon ha, ba chỉ là vừa mỡ vừa thịt gì ngon nè. Rồi này cũng hai trái ớt, cái món này phải ăn cay nó mới ngon, em xài hai trái ớt ớt cay luôn. Bầm nó ra luôn. Bây giờ thì em sẽ bật bếp lên để mình xào thịt nha. Chảo sôi, bắt đầu em sẽ đổ dầu vô nha. Đó, chảo sôi mình đổ dầu vô. Rồi em sẽ bỏ cái phần tỏi băm vô trước, tỏi băm vô. Đó. Rồi đây là không thể thiếu, đây là sả sai hay là sả băm, sả gì đó. Có mua sẵn về tiện lắm, mua về xài. Đổ vô. Đó. Nhiều sả nó thơm nó ngon. Mùa năm nay Las Vegas sao mũi quá chừng mũi luôn á. Ra ngoài sân mà mũi cắn dễ sợ, nó bay vòng vòng. Chứ ở đây mấy năm mà đâu có mũi dữ vậy đâu. Hôm nay nhiều mũi quá. Rồi xong, bây giờ tỏi của mình với sả mình thơm rồi, mình bỏ cái phần tỏi băm vô, ớt băm vô. Đó, ớt băm bỏ vô luôn. Cái sả này là sả đông lạnh á, bởi vậy nó dằn dữ lắm. Rồi bây giờ thì em để đổ cái phần thịt ba rọi cắt của mình vô nha. Đổ vô, đổ hết vô. Ôi ôi, cái mùi ớt nó nồng lên. Ôi, cái chảo này chắc ăn tốn, chắc phải nấu ăn thường ngày, ăn một chén rưỡi cơm ra chắc ăn ba chén cơm quá. Ăn đơn giản hay chứ có dưa leo là mình ăn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ xào, em xào thịt cho thịt nó săn lại, nó săn mà nó cháy xém xém cạnh á. Nè, thịt nó cháy xém xém vậy nè. Đó, phải thiệt săn xém xém rồi đó. Bắt đầu mình mới bỏ gia vị vô mình nêm. Đây là mắm ruốc Huế. Đây, hũ mắm ruốc Huế. Đổ vô. Cái mùi này là sớm làng chạy mất tiêu luôn. Rồi, bột súp gà em đem vô đây luôn. Ăn cái món này là phải có bột ngọt nha. Bột ngọt nó dằn cái hậu mặn xuống mà nó cân bằng được cái độ mặn ngọt của mình luôn. Và đây là đường. Bỏ đường vô. Mùi của nó mùi của nó khủng khiếp thiệt. Cái mùi khủng khiếp. Cái gì mà làm trong nhà là thôi chắc tối đó mấy đứa nhỏ nó khỏi ngủ luôn, mình cũng khỏi ngủ muốn cho tụi nó. Rồi em sẽ cho vô đây chút xíu nước nha, cho thịt của mình nó thấm nó mềm hơn đó. Ít nước cho nó thấm, nó thịt nó mềm. Không thể thiếu lúc nào em cũng có làm kho rim hay là ram gì là cũng đều có, là đót soy sốt, là cái nước tương đen á, màu đen kêu hắc xì dầu á, ít vô cho cái màu nó đẹp. Thấy không? Bỏ vô một cái là cái màu nó lên đẹp liền, đậm vàng đậm đà như mình nó mới bắt cơm bắt mắt. Nêm nếm coi vừa ăn không, nêm lại coi vừa ăn không. Thiếu ngọt, thêm đường vô nó bị thiếu cái hậu ngọt. Lúc này là mình phải dặn lửa vừa thôi, đừng có dặn lửa cao quá, cho nó thấm vô trong cái thịt của mình á mới ngon. Rồi nếm lại lần nữa cho chắc ăn. Nó vừa nhưng mà chưa ngon lắm, nó thiếu cái hậu vị á, nó mặn á, kiểu hơi nó bị mặn chát á. Bây giờ mình phải không phải mặn chát, mặn hay đậm đà, thêm chút xíu bột bột ngọt vô nữa cho nó cân bằng cái độ mặn của mình xuống. Thích ăn ngọt ngọt thêm vô tí đường nữa. Đó. Cái màu cũng đẹp luôn rồi.
thịt nó thấm cái sốt mắm ruốc luôn rồi, tất cả nó hòa quyện lại với nhau. Rồi nêm nếm, vừa ăn rồi ngon quá. Rồi bây giờ sẽ thêm tạo thêm cái độ ngon của nó là em sẽ cắt ớt vô nữa, thêm ớt vô cho nó ngon, nó cay nó mới ngon. Ăn thôi. Em đã có chuẩn bị sẵn luôn nè, một dĩa dưa leo, chén cơm. Ăn cơm nha, em mời cả nhà ngồi xuống ăn cơm. Ngon quá. Thịt nó béo, vừa ăn, rất là vừa ăn ngon lắm. Rồi bây giờ sẽ thành một miếng dưa leo để lên đây. Cắt một miếng thịt nữa để lên một cục thịt. Thổi phỏng nổi nó. Ngon quá ngon.